Ngạn ngữ đã có câu. Tao thích cái câu của bạn đấy chứ không hiểu cái ngạn nào. Hiểu ạ, tao rút kinh nghiệm rồi. Sau này mà mình nói cái gì triết lý mà để đỡ đỡ bị chửi ấy là mình phải ngạn ngữ đã có câu. Cảm ơn Quân Văn nhá, cảm ơn Tiến Thành Lưu nhá, cảm ơn Tiến Thành Lưu một lần nữa nhá. Ui rồi, bạn Tiến Thành Lưu từ đấy là donate liên tục luôn mà. 50 euro rồi anh Dũng ạ. Bạn Tiến Thành Lưu ơi, ngạn ngữ đã có câu, cảm ơn bạn. Nghe nó kiểu nó trịnh trọng hơn không? Nào, đến với demo thứ tư trong ngày hôm nay. Trông cũng vẻ dài anh Dũng ạ. Trường hợp này cũng miêu tả các nào rất là căng. Bạn này sinh năm 2008, bạn này trẻ đấy. 2008 năm nay bao tuổi mày? 16. Report thằng đầu tiên tên là Một Win. Thằng thứ hai tên là Stizy Alien Elo 8776. Thằng thứ ba tên là Nock Elo 9163. Kính chào các quý vị và các bạn đang theo dõi Ký Sức Chết Khách. Hôm nay em xin gửi cho mọi người một demo được gọi là ảo nhất trong 5 năm em chơi CSGO và CS2. Đối tượng em gì đấy? 16 tuổi. 5 năm. 11 tuổi. 11 tuổi là nó đã cầm, nó đã cầm chuột Định Giang Sơn rồi à? Thằng này kinh nhỉ? Thằng đang trẻ à? Thằng đang trẻ à? Mày ở giữa bên CS2 Academy à? Thằng này kinh nhỉ? 11 tuổi, lúc đấy tao đang học lớp mấy nhỉ? Thì tao tưởng tượng xem 11 tuổi tao biết làm gì. 11 tuổi lớp 6 ấy, còn đang đeo khăn đỏ. Đúng rồi, không, đang cố gắng vào đoàn đấy mà. Đang cố gắng vào đoàn. Tao còn đang chối bỏ trách nhiệm cô giáo cho làm lớp trưởng. Tao còn đang mẹ mày trốn chạy khỏi chức vị lớp phó học tập. Đấy, tao chỉ muốn làm thường dân. Vậy mà tài năng trẻ này, 16 tuổi chơi CS:GO được 5 năm. Con mẹ mày. Vãi mìu tập chuyên nghiệp ơi. Cái lúc này em mới lên cấp 2 đúng không? Đang trốn đi chơi game. Đợt đấy là em mới bắt đầu gọi là bắn set 1.1 đấy anh Dũng ạ. Rồi đấy bắt đầu tập tễnh vào đời với bộ môn set 1.1. Đạp xe đạp vào quán net, cất thật kỹ xe, bật cho cháu một cái máy, đưa cho 2.000. Cái quán ngày xưa bọn em hay ngồi là phải trả tiền trước anh ạ. Không, ngày xưa là phải đưa trả tiền trước. Đúng rồi, được vào chơi bao nhiêu, đưa 1.000 thì chơi được 30 phút. Mà 2.000 thì được 1 tiếng. Đấy, cứ đưa tiền trước. Sau cứ đến hết giờ là cái ông ngồi ghi sổ, ông nhìn đồng hồ hết giờ, ông gọi là hết giờ, hết 30 phút rồi nhá. Đấy, cái thời điểm đấy còn vào quán nó đang học bắn set 1.1. Thì bạn này từ lúc đấy đã học bắn set go rồi. Thế chứ nhưng mà chứng tỏ rằng là cái trường hợp lớp 6 mà bắn set go là cũng có. Đúng không? Chứ không phải không. Yêu, anh... Ngày xưa chúng ta được người ta chưa có, nhưng mà nó là tài năng trẻ. Nhưng mà bomman như thế thì ngày xưa bomman cái tuổi thơ của bomman mà chơi net như thế là bomman chưa kể hết chính xác. Cái lúc mà chủ quán bảo máy 15 hết tiền nhá, là cháu xin nốt 5 phút, nốt chặt nhỉ. cái ký sự của về chơi net ngày nhỏ là phải thế. Ui anh ạ, mẹ mày, thằng nào có tiền thì ngồi chơi, thằng nào không có tiền thì nghiện quá cứ vào ngồi xem thôi, đứng xem thôi, đứng sau đứng xem thôi. Về đi học là phải tạt vào đứng xem một lúc sướng cái cho đỡ nghiện rồi bắt đầu mới về. Ngày xưa là anh hay xin thêm 5 phút bác chủ quán mà quên là ngồi cứ chơi thôi, hiểu không? Đến lúc ông nhớ ra bảo thằng này hết tiền rồi chưa đứng dậy à? kêu tiếp tục à? 11 tuổi mà đã chơi game này thì sai lầm. Video này được tài trợ bởi Skin Monkey. Skin Monkey là trang trao đổi đồ CS2 tự động. Các bạn có thể trao đổi đồ một cách dễ dàng và an toàn, chọn đồ mình có và đổi sang đồ mình muốn. Bạn có thể lấy bonus bằng cách điền cốt bomman. Trao đổi trên 10 đô sẽ được bonus 0.5 đô. Đủ 100 đô bạn sẽ được bonus 5 đô. Giá skin ở trang này thì khá giống với cả giá skin trên Steam Market. Tuy nhiên, khi nạp bạn sẽ nhận được 30% bonus, thêm 5% nữa khi sử dụng cốt bomman, tổng cộng là 35%. Ngoài ra có thể lấy skin miễn phí hàng tuần và tham gia GA hàng ngày. Link của Skin Monkey mình để bên dưới, bấm vào để nhận ngay những ưu đãi tốt anh em nhé. Đây là bảng theo dõi của em về thằng Một Win. Còn hai người khác thì em không có thời gian theo dõi, mong anh trích giúp. Ra Pistol bắn ổn, không có gì xảy ra. Ra một bắn ổn, vẫn chưa có gì xảy ra. Ra hai xảy ra gì? Sao lại ra hai xảy ra gì? Ra ba chưa có dấu hiệu hack. Ra 4 có dấu hiệu nguồn hack. Ra 5 không có gì đặc biệt. Ra 6 có dấu hiệu dùng aim bot trong quả flick AK cuối trận. Ra 7 bắn bình thường. Ra 8 nghi vấn. Ra 9 có một pha bắn ảo diệu là no scope một thằng gần và chết thằng ở jungle. Ra 10 có hai pha nghi vấn sử dụng aim bot. Ra 11 sử dụng nguồn hack. Ra 12 nghi vấn aim khi bắn ba cái đầu. Ra cuối pha ảo diệu và có thể nói đến cuối round thì thằng hacker này đã có pha nguồn hack và vầy đầu không cho em ăn cháo bằng M4A1. Mong anh bom và mọi người có thể là 13-0 đấy. Thế à? 13 round mà bomman round 12 phong đầu đến round cuối thì chẳng 13-0. Nó tả từng round một mà. Tao tưởng trận này 30 round mà nó tả từng round một, hóa ra 13-0 thật kìa bạn.
phải lưu tư liệu vào để tí nữa mình còn kiểm tra từng nào em có đúng bạn ơi, đúng như miêu tả không? Ngạn ngữ đã có câu không gì đau đớn hơn chúng ta tả 12 round và đến dòng thứ 13 là round cuối. Nắng cay anh vẫn mang The Aresin. The As. Đây bạn đây. Bạn này đây. Ôi trời chết rồi, lộ luôn cái tên Việt Anh. À mình cũng bảo Việt Anh mà. Đúng bạn Việt Nam luôn đấy, người ta phải le dịt như thế này. Việt Anh chăm học lên Việt Anh nhá, bớt chơi game đi. Đây còn đây là một win. Đây là một chương trình chữa lành. Ôi giời ơi, 265 ngày trước không, game khác anh ạ. Tại vì nó bị ban nhá. Thằng này là hack toàn diện. Ờ, thằng một win này trông nick giống hack lắm. Knock. Một game 3. Ôi giời. 1600 ngày trước, không nó là game khác. Thằng này hack lâu dài luôn này. Ờ. À thằng này. Thằng kia hack toàn diện. Thằng này hack lâu dài. Anh ơi. Last player từ 2019. Có nghĩa là thằng này là hack PUBG. À. Đúng không? 1000 ngày, 1600 ngày, khớp lệnh chưa? Khớp chưa? Từng này ngày. Anh cộng ngày luôn, ừ. Comment cộng ngày luôn cho anh. 1652 ngày. Ok. Là PUBG đúng không? Đấy, 4 năm trước này. Trong hợp. Đánh chia. Đúng rồi. Chia cho 365 là 5 năm mà anh. Đúng, 4 năm rưỡi. Đúng rồi, thì đúng rồi. 2019 đây, 2019. Đây từ 2019 đến 2024 đúng rồi này. Khớp lại. Có tiền sử hack, sử dụng hack. Thằng nó. Đúng. Thằng kia cũng có tiền sử nhưng chắc game khác. Thằng Steel Lizzy xem nào. À, thằng này mới nhiễm. Mới, nick mới tinh. Mới nhiễm. Hai thằng kia thì có bệnh nền các bạn ạ. Còn thằng Steel này thì đang trong giai đoạn nhiễm virus. Mới tinh bác luôn. Rồi ok. Bác sĩ Dũng bắt bệnh luôn. Hai bệnh nhân bệnh nền. Một bệnh nhân đang bị nhiễm virus. Ok, đến với một win. Round đầu tiên không có gì đâu anh Dũ. Ừ, đúng rồi, đầu tiên là bình thường. Được, bắn ổn áp chưa gì xảy ra. Để mình xem, thử xem. Ôi, dùng thế. Ôi. Thấy mình cứ nhảy vào đuôi mẹ là thế nào là gì ạ? Việt Anh nhà mình đấy. Việt Anh à? Việt Anh ơi. Cháu của Dũng. Ờ. Cháu của Dũng mọi người. Việt Anh ơi, sao cháu lại làm thế? Cháu thấy nó rồi mà. Cứ nhảy bắn USB với cả thằng từ Glock là thế đéo là cháu. Cháu bảo sao cháu bảo là round đầu tiên không có gì. Cháu cứ nhảy như thế thì làm sao mà có gì được. Cháu chơi 5 năm rồi. Ui thằng này tâm cũng xịn anh Dũng ạ. Ừ. Tâm nó xịn đấy anh Dũng ạ. Đấy thấy không? Cầm AK tâm nhỏ lại anh thấy không? Cầm cái khác cái tâm to ra này. Hóa ra là cháu nó bị thằng này hành hạ liên tục. Ừ, nên cháu cay. Cháu cay. Đào hai là xảy ra gì? Xảy ra gì? Tức là chưa xảy ra gì. Rao 3 là gì anh Dũng? Rao 3 là chưa có dấu hiệu hack. Chưa có dấu hiệu. Lâu quá bọn này. Đây, Việt Anh gặp thằng anh liên tục mà. Sao Việt Anh lúc nào cũng đứng cho anh mà. Lại nhảy lên tiếp. Yếu rồi thì bỏ đi chứ nhở. Rẽ luôn đấy. Thằng này luôn rồi. Nó thả vờ kiểu gì nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Nhưng mà đến nếu mà hack quân thì nó cứ vào nó check trong đấy chứ nó sẽ làm gì nhỉ? Thằng này sinh nhật không? Trái này anh em. Không quả đấy nếu là một thằng hack quân thì nó sẽ làm theo một người bình thường đúng không? Là cứ chạy vào check thôi. Tại vì cơ bản là theo đúng như kiểu Việt Anh có nói là round 3 chưa có dấu hiệu. Ok. Tiếp. Đừng có vội. Được. Đúng. Nói rồi, cháu tôi đã nói rồi. Chưa có dấu hiệu hack. Round 4. Có dấu hiệu của hack. Có dấu hiệu à? Ok. Có dấu hiệu rồi, round này có dấu hiệu rồi. Ôi trời, bên này bỏ B thì ông này đéo đi B nữa là thế đéo nào. Bên này bỏ B thì ông này không đi B nữa. À đây rồi, cuối cùng vẫn đi B. Mệt với thằng này thấy bao nhiêu elo ấy nhở? Thằng này phê đồ à? Mẹ ông kia nhảy xuống bịch cái đi thì... Hình như là... Ôi dồi ôi.
thằng này hack luôn đấy. Ờ hình như tay hack luôn, hack luôn. Trông giống á, trông giống á. Trông giống á. Đúng có dấu hiệu thật, có dấu hiệu thật. Đúng rồi, đúng. Đây quả đấy nó chứng tỏ cháu Việt Anh là đúng 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 đúng. Đúng 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 đúng. Tiếp tục round 5 là gì anh Dũng ơi? Round 5 anh xin đọc caption của round 5. Không có round 4, round 4 chứ. Round 5 rồi. Đã có dấu hiệu rồi. Ừ rồi. Round 5 là không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Được được được. Chắc là cháu là chết chay rồi. Cứ như là cháu ấy chết luôn là ôi giời, sao cứ nhảy chết như thế nhỉ? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đau thương. Ôi giời chết chết. Ôi thêm quả lửa nữa mà. Ôi giời. Ôi giời ơi. Thằng này nó phản ác. Ôi hay quá, hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Còn hay luôn rồi. Không, cái rau này với là rau đặc biệt thì cháu đấy bảo là không có gì đặc biệt à. Rau này nhìn phát là lộ luôn mà. Rồi, tiếp tục. Chủ đề của rau 6 đó là có dấu hiệu dùng embot trong quả click AK cuối trận. À. Phải di chuyển rất mệt đấy. Cháu của Dũng ấy mọi người, cháu cứ chiếm lầu thôi. Dạ. Bắn bằng được cái lầu. Bắn bằng được cái lầu. Thằng kia dùng cái êm hay sao ấy. Ui dồi ôi, nhắm nết. Ui dồi ôi. Có AK cuối trận à? Thầy di chuyển buồn cười quá. Đây 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 đây. Xem nó flick kiểu gì. Xem flick kiểu gì. Đây, nhìn thử nhá, biết rồi nhá. Ui dồi, flash. Mẹ mà cay thật. Vẫn đang diễn, vẫn đang ôi, diễn. Lên thẳng đi, lên thẳng đi bạn ơi. Ê, giả vờ không biết. Đã giả vờ đi qua thôi. Ừ. Đấy. Đâu, không phải đâu. Đâu, flick đâu. Không không có dấu hiệu click. Không có dấu hiệu. Thằng này thì diễn thằng này cố diễn vãi trưởng rồi. Rao này có nội dung gì anh Dũng? Rao 7 đúng không ạ? Ừ. Bắn bình thường. Tập 7 bắn bình thường. Sạc kê bên kia. Sợ lộ. Ui. Vào đầu á. Mồm luôn đó. Hay là quả này với là quả flick về cuối trận đây. Ờ. Cháu lại bắt đầu làm nhầm lẫn. Ờ. Nhầm số. Chắc round cộng vừa rồi cộng thành 7 thì gọi là round 7 đấy. Cái round này nếu mà như vậy thì round này là gì bắn bình thường? Tập 8 nghi vấn. Ui, thằng này hack vãi cả trưởng rồi, quân hack rồi. Vậy thì chúng ta đến một cái round cuối đi. Ừ. Tập cuối. Tập cuối. Có tên pha ảo diệu và có thể nói đến cuối round thì thằng hacker này đã có pha mua hack và vẩy đầu không cho em ăn cháo bằng M4A1. Tập cuối rồi thì là 13. Ơ đâu, có 13 không đâu Hiệp. Ờ, sao thấy được? Ông em này học toán. Ông em này cộng round bị kiểu gì? Đây, nó phải round này. Đây, round này có 14 này đúng không? Đấy. Ờ, em bot đúng không? Hack game mà. Thế cái quả vẩy là đòn hack game. Bật mẹ từ đầu đi diễn rồi cuối cùng lại hack game. Đéo hiểu. Này, bắn này các bạn nhìn này, bóp cò này. Ui giật. Hai. Bóp cò, bóp ôi tầm gì đi. Ui. Ui. Dạ, yeah, thằng hack game vẫy trưởng rồi. Vừa quân vừa êm. Diện vãi trưởng. Ui dồi, hai viên vừa đầu luôn mà. Vì Trang này người yêu của cháu. Ui dồi ôi. Mẹ mày, cái tập cuối của cháu nó thuộc dạng gọi là tập diễn mai phục phim cổ trang Trung Quốc. Không, nó miêu tả đúng. Không, cháu miêu tả đúng. Mẹ nó bắn mất cả răng để ăn cháo luôn mà. Không, cháu miêu tả rất là chi tiết và rõ ràng. Chú đã cảm nhận được cái tình huống là gọi là mất cả hàm răng của cháu rồi. Nhưng mà cũng nhân đây thì cháu mới có 16 tuổi. Chơi CS được 5 năm và cháu đứng ở khu vực lầu Mirage như thế thì tốt nhất là tập trung vào việc học. Game nó cũng không mang lại quá nhiều với tài năng trẻ như cháu có chơi như này. Quay lại cái demo anh Dũng ạ. Còn 2 tháng nữa. Mình mới xong 1 tháng thôi. Đấy. Đồng thế. Đúng không?
thằng Nóc này á, nhìn về ping là chắc cũng họ hàng với thằng một win này rồi. Thằng Sti Alien này. Ui dồi, ui. Ui dồi. Bắn cả tường luôn mà. Đây là một người hack lâu năm ấy. Đây là một người hack lâu năm đấy mọi người. Valorant luôn mà, đục tường luôn mà. Ông này ông Valorant luôn mà. Valorant luôn mà các bạn. Cứ đặt tâm vào tường bắn đấy mà. Thằng này nó còn không phân biệt được không gian nữa. Thế mới là một người bản lĩnh. Ôi. Này. Tự tin thể hiện luôn quan điểm. Nào. Trốn. Nó không trách mình đâu. Ơ, hai ông kia không trách được. Chim. Ôi trời ơi, vào. Chuẩn bị đến với thằng Nóc thôi. Thằng Nóc là cháu bảo là không biết là thằng này có hack hay không. Xem nốt tao này, xem thằng Nóc. Ôi trời ơi. Ui sổng cứ rút tâm nữa. Đục à? Em buồn cười quá. Mẹ, trận đấu này ở map Vrep mà bắn như ở nghĩa trang các bạn ạ. Toàn ma. Đấy, giết ông này bắt đầu toàn giết. Toàn mafia. Là pistol ông bắn như thế đâu, còn giết là một cái gì đấy nhở? Ôi dồi. Toàn ma được các bạn ạ. Rồi, ra sau đổi sang Nóc à. Này là cháu bảo không biết. Chẳng lẽ lại không có một ai sạch. Ờ. Bạn này, ôi bạn này có học viên ném bom này, chắc không hack đâu. Ừ, anh nghĩ thế. Học cả viên ném bom. Anh nghĩ bạn này không hack. Có AK mà, AK màu xanh mà trông đẹp mà. Ủa toàn vệt này, Hiệp ơi. Ừ, toàn vệt. To đi, tổ bố đàn mày đấy kia. Một phát hai, đây đây. Ờ, cũng quắc đấy. Ồ. Ủa, cũng ngồi check nhá. Ây à, ây à. Ây à, ui, bị cái rồi. Bình một cái thôi anh ạ. Đấy, ua, giống người bình thường à. Ờ, giống bình thường mà. À, cũng ăn học đấy, cũng ăn học đấy. Ờ. Có check góc sát thải đấy không? Góc đấy là cái góc hơi khó check á. Không, không check rồi. Trừ khi đồng đội, trừ khi thằng hack báo. Thôi, thằng này bình thường rồi, thằng này bình thường rồi. Bình thường rồi. Không, nó check cẩn thận đấy. Thằng này bình thường, bình thường. Ê, thay vì check thì mình đi kín đấy Hiệp. Cờ lìn. Bạn này Liêm. Liêm. Một thằng kia đến lúc phũ phàng rồi anh ạ. Nó bắn xuyên tường rồi kìa. Bạn này bò cẩn thận đấy. Ngồi đứng. Đấy đi chứ. Đéo anh. Phải cắn vết. Đéo anh. Ui. Nhưng mà Hiệp thấy giống cảm giác của anh không? Tức là mình là một thằng bán liêm trong một cái trận đấu toàn ma ấy. Cảm giác nó cũng bị buồn cười nhỉ? Bị lạc quẻ ấy Hiệp. Thì anh bảo thằng này cũng phải cầm làm tí cho đỡ bí á, kiểu phải, cũng phải không, làm tí cho đỡ bí. Cái câu chuyện đấy anh ạ, nó phải vào đường cùng người ta phải dùng, còn có một số thằng là nó cứ dùng thôi. Làm sao lúc đầu nó biết được là trong trận này toàn ma, anh hình dung không? Nó phải bắn mãi đến đoạn cuối nó mới biết được chứ. Lúc đầu nó vẫn phải tin tưởng là đây là một trận đấu công bằng nên nó mới phai. Như kiểu bọn em mới Hiệp cái thứ đúng không? Mình vào phai lúc nào mình mong muốn là một cái trận đấu công bằng cho đến lúc mà có những tình huống nó bắn vào mặt mình vô lý thì bắt đầu mình nghĩ là nó hay. Anh xem cái profile bạn này cái. Tại vì lúc nãy là có hai bạn bệnh nền, một bạn này đang bị nghi vấn. Bạn no không, thằng này không, phải không? Thằng bệnh nền. À không, phải bạn bắp gì? Bạn này có bệnh nền. Bạn bắp gì? Ui ông này còn mới chơi CS cơ. Sắp 8 CS mà ngồi sắp 86 giờ mà bắn được như thế hiểu nhỉ? Vô lý à? Thằng này nick chắc là nick phụ rồi. Ờ. Sao giờ nó sao mà check góc, bò check góc như thế được? Nghĩa thì 3.000 giờ còn trả check như thế nữa là đúng không Hiệp? Đúng rồi. Cái bạn no này ấy, là trận này thì có thể là không hack, nhưng mà có khi trong máy của bạn ấy thủ sẵn rồi. Đúng không? Ui dồi ôi, ông này sấy. Chỉ chờ giải nén thôi, tức là trận đấu có biến phát là giải nén luôn. Sao nào đúng không? Đúng rồi.
Nhưng trận đấu này không có biến các bạn ạ, nên là chưa cần giải. Mẹ quả flash đéo biết là mù ai, đỉnh thật sự luôn. Nhưng mà ném sâm mốc cửa sổ không lỗi anh ơi. Căn vệt mà. Cái này thằng nghĩa ném trượt là cái chắc. Anh leo nghĩa ném trượt là cái chắc. Bạn này là liêm liêm nhưng mà có thời vụ. Chế góc, ui thằng này chế góc cẩn thận thế. Ui mẹ mày đồng đội 5v1 nó đi nó chế góc kìa. Ui ôi. Đã từng hack ở PUBG các thứ thì có nghĩa là Liêm có thể phụ Liêm chưa. Đúng nick này em nghĩ là nick mua. Tại vì anh nhìn thấy không? 86 giờ chơi chứ không phải nick của thằng này. Thằng này được cho nick, còn nick chính của nó có thể là bị ban hoặc là gì đấy rồi. Sau đó nó có chơi set đâu đây, nó mới chơi set mà. Mới chơi lại này. Đấy, có 86 giờ chơi được, nghĩa là nick em bỏ rất là lâu rồi. Mới được chơi lại, chắc được người khác cho. Em đoán là thế. Thôi tìm được một người Liêm trong ba ông đúng không? Tức là Liêm ở trận đấu này. Liêm thời vụ các bạn ạ. Liêm thời vụ. Liêm thời vụ. Được cái là tôi đánh giá là cháu này report cũng khá là chính xác. Đúng. Round nào nghiêm túc xem lại demo. Có cái gì xảy ra? Tường thuật rất rõ ràng. Bắt được trong demo của cháu là có hai thằng hack nhá, cháu nhá. Còn cái thằng thứ ba mà cháu bảo là có thể là hack thì thằng đấy nó không hack cháu ạ. Để mô cuối cháu cùng tập trung học đi. Đừng có chơi game nữa. 5 năm bắn CS mà canh cái lầu như thế thì không trở thành một tài năng được đâu. Cứ nhảy lên bắn mà. Ngày xưa thằng Hiệp nó bắn à, Ngạn Ngữ đã có một câu mà một chiếc gia tên Hoắc đã từng nói, nếu 6 tháng mà bạn không đạt được mức danh cao nhất của CS thì không nên nghĩ đến ước mơ gold pro. Đấy các bạn nhé. Ngạn Ngữ. Đúng Hiệp. Ngạn Ngữ đấy. Anh có Ngạn Ngữ đã từng nói với em ở trên kênh chat là bảo là nếu 6 tháng mà anh Dũng vẫn chưa làm đám cưới thì cũng không nên cố gắng go pro. Con mẹ này, mày ban cái nhà hiền chất đấy cho tao, bảo mẹ ban ngay nhà hiền chất đấy cho tao, láo vãi lìn thật.